Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Chào đón quý vị trở lại với Cà Phê Sáng phần 4 với Ngọc Lan, Hoàng, Trọng Thụy. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị những cái tin tức liên quan đến tiền rót vào và có thể vào trong mỗi cá nhân ở California nữa, nếu như quý vị là nạn nhân trong những vụ kỳ thị chủng tộc nhắm vào người gốc châu Á từ New York cho đến California. Nhưng mà riêng với California trong thời gian qua đó, chúng ta lại có thặng dư về ngân sách nhờ quý vị, nhờ chúng tôi chi tiêu dữ dội hơn trong mùa đại dịch. Vì thế California và các công ty có trụ sở California, nghĩa là làm ăn có tiền, chứng khoán lên, nhờ thế mà chúng ta có thêm các ngân sách, và trong đó có 165,5 triệu Mỹ Kim. Ngân sách này hiện nay đang được bàn thảo và họ tin tưởng từ bây giờ đến cuối năm sẽ có số tiền sẵn sàng rót vào cho các khu vực có đông người châu Á. Thì họ nói trên toàn tiểu bang California, quận Cam là nơi có cái mật độ gốc châu Á nhiều nhất. Thế nhưng mà nhìn chúng tôi nhìn qua thì thấy rằng cái số người bị tấn công đó, nó lại không có nhiều. Thì không biết được số tiền này sẽ rót như thế nào. Họ nói rằng năm 2019 khi mà đại dịch nổi lên thì bị gọi là cúm tàu đó. Thì đã bị tấn công, nhưng mà chỉ có 5 trường hợp trong năm 2019. Đến năm 2020 thì lên tới 76 trường hợp. Chúng ta cũng đã nghe có những cái vụ mà tấn công trên đường phố. Thế thì Garden Grove, Westminster, Irvine, những nơi mà tập trung người Việt Nam và người Hoa đó, thì ở quận Cam này cái mật độ gốc châu Á rất là nhiều. Thì cái số tiền này sẽ tùy theo đó đưa vào. Thì họ đưa vào đâu? Họ đưa vào cho những tổ chức trong cộng đồng nào trong thời gian qua từ 2019 đến giờ có công, có những nỗ lực xuống đường kêu gọi cộng đồng các sắc dân khác quan tâm đến người châu Á và tránh những cái tình trạng tấn công kỳ thị như thế này. Hoặc là những cái tổ chức nào có những cái hành động hỗ trợ cho những nạn nhân. Thì cái số tiền 165 triệu Mỹ Kim này phần lớn sẽ tập trung vào những cái khu vực có đông người châu Á, thưa quý vị. Ở San Francisco, San Jose và xuống tới Los Angeles và quận Cam này. Trước khi tiếp tục với những bản tin nặng nề thì có một cái tin khá là thú vị với lại cái video quý vị có thể xem được. Đó là anh Thụy tưởng tượng là có khi nào mà người ta đi nhổ răng cho một con tê giác chưa? Ồ, tê giác có răng à? Một con tê giác, đây là lần đầu tiên một con tê giác ở bên châu Phi á. Người ta thấy cái con tê giác này á, nó thấy cái mặt nó sưng lên, nó có tên đàng hoàng nha, con tê giác trắng nữa. Nó tên là Uzi, cái thấy cái mặt nó sưng lên. Thế là người ta không biết làm sao, người ta phải mang nó đến bệnh viện của một trường đại học, quý vị thấy mang nó đi là đã kéo nó như thế này, mang nó đến bệnh viện xong bắt đầu đưa nó vô làm CT scan, đút nó vô trong cái máy scan đó mà nó tới 1 tấn lận đó, để coi trong cái mặt nó làm sao nó mà bị cái mặt nó bị sưng lên đó. Thì sau khi mà người ta coi được hết rồi thì mới tìm thấy rằng là lý do là nó bị nhiễm trùng chân răng. Thế là sâu. Thế là mọi người phải đè nó xuống để nhổ cái răng đó ra. Thì sau khi nhổ ra rồi thì nó mới, sức khỏe của nó mới hồi phục trở lại, để nó có thể nó trở lại, nó sống cùng với lại đồng loại của nó. Nhưng giờ là như thế nào? Thì đây là một cái con tê giác mà người ta nói nó bị bố mẹ của nó đã bị giết. Bắn và bị giết rồi để lấy sừng đó. Rồi cho nên nó được nuôi dưỡng như thế này. Nhưng mà qua đây mới thấy rằng là những cái con thú, những cái động vật hoang dã như thế này đó đã được người ta
bảo tồn nó ra làm sao, nó một con như thế này mà nó tốn biết bao nhiêu. Dàn những người mà chăm sóc rồi ba y bác sĩ rồi đưa nó vô trong cái máy để mà CT scan coi cái họng của nó làm xong, nó sưng, cái mặt nó sưng lên để cuối cùng là biết rằng là nó bị sâu răng, để nhổ răng. Ở bên Mỹ này nuôi mèo, nuôi chó, nuôi thú vật nó tốn kém khủng khiếp, yeah. Tốn hơn nhiều, hơn người rất nhiều. À, hiện nay thì cảnh sát ở khu vực ở phía bắc Los Angeles, đây là vùng tam giác, quý vị, ở trên xa lộ 210, thành phố Shadow Hills, thành phố Sunland, nếu quý vị đi đi freeway 5 lên á, thì sắp tới 118 với 210 Sunland Park, thì đây là cái khu vực có một tên đàn ông và có máy quay camera an ninh chụp được cái tên này cầm súng đi lạng vạng trong khu vực đe dọa người dân. Họ nói không những đe dọa mà tên này ghê lắm, cầm súng đi đi gõ cửa những cái căn nhà nào mà nếu không có người ra mở cửa đó thì hắn sẽ đột nhập vào căn nhà đó để cướp của và ăn trộm. Đến giờ phút này tên này đã ăn trộm được 8 tới 10 căn nhà rồi. Và đặc biệt cả 10 khu vực này có những khu vực của các công ty cơ sở thương mại, hắn cũng tấn công vào luôn bằng cách là ban ngày theo dõi các chủ nhân này. Nếu mà chúng biết được mấy giờ thì cái người đã đi và sẽ không quay trở lại, và nhà có hệ thống có camera hay không. Trong những cái bức ảnh có lúc mà hắn cầm cả cây súng bắn tự động AR-15, cái loại súng mà đã từng xảy ra các vụ tấn công vào trước đây. Cảnh sát LAPD cho biết vụ khởi đầu có người báo cáo bị ăn trộm là ngày 19 tháng 10 và mới đây nhất là ngày 6 tháng 11. Hy vọng là họ nói cảnh sát cung cấp hình ảnh này rồi thì trong thời gian tới sẽ bắt được cái tên này. Dân chúng thì cũng hơi quan tâm bởi vì họ nói rằng cơ sở thương mại hoặc là nhà, nhất là những người mà họ đi vacation trong thời gian tới mà biết được cái khu vực của mình có một cái tên trộm như vậy cũng khá là nguy hiểm. Mặc dù đến giờ phút này thì chưa ai thương tích hay là tử vong vì tên này cả. Trong thời gian vừa qua đó thì cái chuyện mà những cái người homeless rồi những tên trộm vặt á mà đột nhập vào trong nhà của nhiều cư dân ở quanh vùng Orange County này cũng đã được người ta cảnh báo rất là nhiều. Nhiều người đã lên Facebook rồi họ lấy cái hình, những cái hình ảnh mà thu được từ những cái camera an ninh ở nhà họ để cho thấy rằng là có những kẻ đi, người chủ quên đóng cửa trước cửa sau, vào trong nhà đi lòng vòng ở trong nhà. Điều đó phải cẩn thận. Thêm một điểm nữa, chúng tôi muốn cập nhật bản tin, họ nói nếu quý vị có tiền hoặc là trong các cơ sở mà nữ trang hoặc là những cái khu vực nào đó, hiện nay có những cái nhóm họ theo dõi, mà nếu mà họ biết quý vị cầm theo những cái loại bóp đắt tiền hoặc lái xe tốt đó, theo dõi tới nhà luôn. Và đã trong thời gian qua đó, không những ở Cali mà từ bên phía New York, New Jersey sang đến đây luôn, xảy ra hàng loạt những cái vụ đi theo dõi những người có tiền rồi họ tấn công và bước ra khỏi xe là nó đánh cho dập mặt nằm xuống đất bất tỉnh luôn để không nhìn thấy ai cả. Sau đó chúng cướp đi, mặc dù cướp đi đôi khi lấy được vài trăm, một vài ngàn, nhưng mà chúng cũng sẽ tấn công những cái vụ đó. Rồi có những cái trường hợp giống như là một ông bố này còn rất là trẻ đã bị nhầm là thành viên của một băng đảng rồi bị bắn chết liền tại chỗ trước mặt vợ và hai đứa con của mình ở vùng Los Angeles, mà chuyện mới xảy ra vào tối ngày Chủ nhật vừa rồi thôi. Mới vừa tối Chủ nhật thì nói ông người bố này chở hai đứa con và vợ dừng lại ở trước một cái tiệm ăn và ông đi vào trong đó để mua thức ăn, thì vừa bước ra xe thì có một người đàn ông xa khác đến hỏi là mày từ đâu tới, mày thuộc băng đảng nào, và ông chưa kịp trả lời gì hết là bắn ông chết liền tại chỗ rồi. Thì gia đình ông cảm thấy rất là sốc trước tin này. Người nhà nói là ông là một người tốt, không có thuộc, không có một cái liên quan, một cái mối liên hệ gì đến những thành viên băng đảng hết. Thì bây giờ là cảnh sát đang truy tìm hung thủ và người ta đang lập cái quỹ GoFundMe để mà làm đám tang cũng như nuôi dưỡng cho những đứa con của ông này. Rất tiếc là phải chia tay với quý vị trong Cà Phê Sáng, thế nhưng lại gặp lại quý vị trong Thời sự Thế giới trong vòng vài phút tới đây, và một lần nữa lưu luyến chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới, hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình sáng ngày mai.